Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình update lại một dự án Đào Hoa Network các bạn. Thì bạn nào đã Đào Hoa Network thì các bạn cố gắng sau 24 giờ các bạn vào đào các bạn. Còn đối với những bạn nào chưa Đào Hoa Network thì link phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản và Đào Hoa Network nha các bạn. Thì thông tin của dự án này token Hoa Network này vào tháng 9 nó sẽ list sàn Binance nha các bạn. Thì hiện tại tốc độ đào của Hoa Network nó đã giảm dần rồi các bạn. Hiện tại đã giảm tốc độ là 0.45% trên 1 giờ nha các bạn. Thì thông tin của nó là hiện tại dự án này nó đã có giấy trắng đàng hoàng nha các bạn. Phan vào community nè. Hiện tại nó trong web nó đã update lại giai đoạn 4 thì tháng 9 nó sẽ cho mình KYC và token này sẽ list sàn Binance nè. Đây là rất là nhiều video của tất cả các bạn nước ngoài Đào Hoa Network nha các bạn. Thì hiện tại để mình coi các bạn. Hiện tại chức năng KYC nó cũng đã có mặt ở trên web rồi nè các bạn. Thì hiện tại nó chưa cho mình KYC nha các bạn. Vào tháng 9 mình sẽ được KYC các bạn. Thì đối với những bạn nào đã đăng ký xong xuôi thì các bạn vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Các bạn chỉnh sửa thông tin cho chính xác đàng hoàng nha các bạn. Đầu tiên họ và tên thì bạn ghi tên và họ của mình lại. Ví dụ như Quỳnh Nhân Ảnh thì bạn ghi là ảnh Nhân Quỳnh nha các bạn. Đổi ngược tên là tên người dùng. Thì đây mình đã xác minh số điện thoại, email này nọ đồ trơn xong rồi. Còn số điện thoại mình chưa xác minh nè. Nó sẽ xác minh từ dần dần nha các bạn. Thì đó nhưng bạn nào chưa liên kết Facebook thì vào liên kết với Facebook các bạn. Và up ảnh avatar trang cá nhân của mình, người thật của mình các bạn. Để sau này KYC cho nó dễ dàng chút xíu nữa các bạn. Nếu các bạn KYC thành công là các bạn chắc ăn có khoảng 100% nha các bạn. Dự án này khá là ngon các bạn. Ok, như vậy là video này mình cập nhật cho tất cả các bạn dự án này của anh Quốc đến đây các bạn. Sau này có thông tin gì nữa mình sẽ cập nhật update sau cho các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.